Đến trưa 11 tháng 11, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một nam sinh nghi rơi từ cầu vượt cao gần 5 mét xuống đất nguy kịch. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người dân cạnh cầu vượt tỉnh lộ 10 bờ, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân nghe tiếng động mạnh nên đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện một thanh niên nằm bất động dưới đất nên báo công an, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an kiểm tra phát hiện một xe máy biển số ban kiểm soát 59-593, 7 và một ba lô bên trong có thẻ căn cước công dân và thẻ sinh viên tên Trương Trần Tờ, 2000, ngụ huyện Bình Chánh, nghi là của nạn nhân để lại.